Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng D sau chiến thắng 3-1 trước Kosovo trận ra quân. Tuy giành trọn 3 điểm, nhưng cách thi đấu của các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa được đánh giá cao. Thầy trò Hoàng Anh Tuấn có chiến thắng thiếu thuyết phục và dựa nhiều vào khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân hoặc sai lầm của đối thủ. Tuy nhiên, điểm sáng là Việt Nam vẫn biết cách để giành trọn 3 điểm, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng. Nếu tiếp tục đánh bại Malaysia ở trận đấu tới, Khuất Văn Khang và các đồng đội xem như đã đặt chân vào vòng tứ kết U23 châu Á. Nếu đánh bại được Malaysia, Việt Nam sẽ có 6 điểm và gần như chắc chắn sẽ có một suất đi tiếp ở bảng D. Đây là điều nằm trong khả năng, bởi Malaysia đã có màn trình diễn kém thuyết phục trước Uzbekistan ở trận ra quân. Đại diện Đông Nam Á thua 0-2 trong một trận đấu bế tắc toàn diện. Suốt cả trận, Malaysia chỉ có 2 cú sút về phía khung thành Uzbekistan và đều đi không trúng đích. Tuy nhiên, Malaysia đã tạo ra một số cơ hội nguy hiểm vào đầu trận. Đó là cách chơi truyền thống của Malaysia. Họ chủ động đánh phủ đầu đối thủ trong những phút đầu tiên, trước khi lùi về phòng ngự và chờ cơ hội phản công. Không lùi sâu phòng như Malaysia, nhưng Việt Nam cũng giỏi chơi phản công hơn cầm bóng và áp đặt trận đấu. Với việc cả hai đội đều không quá giỏi tấn công, trận đấu tới sẽ có ít bàn thắng và khả năng xuất hiện tỷ số hòa. Thực tế, trận đấu mở màn của đội tuyển U23 Việt Nam mới chỉ hoàn hảo về kết quả, còn về lối chơi chắc chắn là chưa ổn. Chúng ta có chiến thắng do đối thủ quá yếu, mắc sai lầm. Tuy nhiên, nhìn nhận khách quan, nếu đội tuyển U23 Việt Nam chơi tốt như trong hiệp 2 trận đấu với U23 CHÂU Á thì thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể ghi đến 5 bàn vào lưới đội bóng Tây Á. Chấn thương của Đình Bắc khiến huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lo lắng. Tuy nhiên, thực tế màn trình diễn của cầu thủ xứ Nghệ đang chơi cho Quảng Nam thời gian qua là không tốt. Nguyên nhân đến từ việc cầu thủ này ít được Quảng Nam sử dụng ở V-League, trong khi Bùi Vĩ Hào, Võ Hoàng Minh Khoa, những cầu thủ chơi tốt ở trận ra quân vẫn được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức sử dụng thường xuyên tại Becamex Bình Dương. Chính việc thường xuyên được thi đấu giúp cảm giác bóng của các cầu thủ này tốt hơn nhiều. Trận ra quân của đội tuyển U23 Việt Nam chưa hoàn hảo khi ở hiệp 1 các cầu thủ bị căng cứng về tâm lý, những chân sút được kỳ vọng gây thất vọng. Bên hành lang cánh trái, Ngọc Thắng và Khuất Văn Khang chính là hai cầu thủ gây thất vọng. Ngọc Thắng bên cạnh sai lầm dẫn đến thẻ đỏ và quả 11 bet cho CHÂU Á. Cầu thủ này còn là điểm yếu thường xuyên bị đối thủ khai thác. Trong khi đó, Khuất Văn Khang tấn công dở và phòng ngự cực tệ. Trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sử dụng thì vị trí tiền vệ biên phải linh hoạt, có thể lực, có khả năng lên công về thủ. Khuất Văn Khang không đáp ứng được yêu cầu này. Sai lầm của cầu thủ trẻ thuộc biên chế thể công Viettel diễn ra suốt thời điểm anh được khoác áo đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Chu Xie. Do đó, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn nên cân nhắc nhân sự khác phù hợp bên hành lang cánh trái. Tiền vệ Hoàng Văn Toàn của Công an Hà Nội có thể là sự lựa chọn tốt cho hành lang cánh trái. Bên cạnh đó, trên hàng công huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn còn có cái tên khác có thể sử dụng như Nguyễn Quốc Việt của Hoàng Anh Gia Lai. Nhìn vào màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận mở màn có thể thấy, các kép phụ đang chơi tốt hơn cầu thủ lựa chọn đội hình chính. Ở giải đấu năm nay, U23 Malaysia đã trình diễn lối chơi giàu thể lực và không bỏ cuộc. Trong trận ra quân, dù bị U23 Uzbekistan dẫn trước và thường xuyên trong cảnh đói bóng phải dồn theo đối thủ, nhưng những chú hổ vẫn cho thấy tinh thần quyết tâm ở hiệp 2. Tuy nhiên, vấn đề của U23 Malaysia là khả năng phối hợp và dứt điểm. Chia sẻ với truyền thông trước trận đấu với U23 Malaysia, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết, theo tôi, trận đấu với U23 Malaysia sẽ rất hấp dẫn. Hy vọng cả hai đội có màn trình diễn tuyệt vời. Với dàn cầu thủ hiện có trong tay, tuy chưa phải mạnh nhất của lứa U23, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hoàn toàn có thể bày binh, bố trận để khiến những chú hổ sập bẫy để sớm có tấm vé vào tứ kết. Trận đấu giữa đội tuyển U23 Malaysia và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 20 tháng 4 trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng chung kết U23 châu Á 2024.